Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn phương pháp học hiệu quả từ N4 lên N3, và cũng sẽ bật mí cho mọi người biết vì sao giai đoạn học từ N4 lên N3 lại khiến chúng ta sốc và gặp nhiều khó khăn đến thế. Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi nào. Có một sự thật sau đây mà mình rất muốn chia sẻ với các bạn, đó là theo những thống kê của trang GLPT.GP có nói là tỷ lệ đỗ N3 của người nước ngoài tại Nhật chỉ khoảng xấp xỉ 27,7%. Mà mọi người hãy tưởng tượng đi, trong số đó còn có rất nhiều những bạn giỏi của Hàn Quốc này, Trung Quốc này, những bạn du học và kỹ sư, đúng không? Chưa kể là sẽ còn rất nhiều bạn thi đỗ ở lần thứ 2 và lần thứ 3. Cho nên mình đoán được là số lượng phần trăm những người Việt Nam, đặc biệt là thực tập sinh mà thi đỗ N3 tại Nhật nó sẽ vào cỡ khoảng trên dưới 20%. Mọi người có thấy con số này như thế nào ạ? Ấn tượng của mình cho con số này chính là chúng ta học rất nhiều thật sự luôn, nhưng mà tỷ lệ đỗ lại có 20% thôi, thì đấy là một con số rất là thấp luôn. Vậy thì nguyên nhân vì sao chúng ta đỗ GLPT N3 ở lần đầu tiên lại thấp đến như vậy? Bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn nhé. Như đã chia sẻ với các bạn, trong suốt nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy rất nhiều cấp độ thì mình nhận ra rằng là cái việc chuyển giai đoạn từ N4 lên N3 khiến học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Và theo mình, lý do đầu tiên đó là về giáo trình. Các bạn tưởng tượng là ở N4 nhá, N5 các bạn chỉ học cuốn sách Minna Nihongo thôi, nhưng khi lên N3 thì chúng ta khoáng hợp với rất là nhiều giáo trình, đúng chưa nào? Và còn một điều nữa mà hầu hết mọi người đều không biết, đó là những cuốn sách trên thị trường hiện tại như Shin hay Somatome thì đều là những cuốn sách mà chủ yếu là do người Nhật viết và hướng tới dành cho người Hàn và người Trung Quốc. Nên nếu mà bạn đang học ở trình độ sơ cấp mà ngay lập tức bạn học đến những cuốn sách cao cấp như là Shinkansen và Somatome thì mọi người chắc chắn sẽ gặp rất là sốc. Các bạn cứ tưởng tượng là trình độ của chúng ta đang ở đây, nhưng chúng ta lại phải đọc những cuốn sách mà nó cấp độ như thế này. Vậy thì làm sao, đúng không ạ? Một cái khoảng cách như này khiến chúng mình sốc là điều đương nhiên rồi. Và lý do thứ hai đó là lượng kiến thức khi các bạn học lên N3 thì nó gấp 3 đến 4 lần so với sơ cấp. Chưa kể là đọc và nghe thì còn rất là khó nữa. Mọi người có thấy là ở sơ cấp các bạn học đọc nghe nó cũng khá là nhẹ nhàng, đúng không? Như vậy nhưng mà khi lên đến N3, hầu hết học sinh của mình nếu như phải làm một bài đọc hay một bài nghe thì các bạn đều bảo là không hiểu gì, không biết phải làm sao. Và nguyên nhân thứ ba cũng là nguyên nhân mình thấy gặp ở rất nhiều học sinh, đó là mọi người có học rất nhiều, đôi khi mọi người ôm chồng sách này hay là đào đến mấy ghi tài liệu trên mạng về, không có phương pháp, không có người hướng dẫn bạn là nên học như thế nào là đúng. Như vậy nó vừa tốn thời gian nhé, và thứ hai là dẫu bạn có thi đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đỗ. Có rất nhiều bạn học sinh mình đã thấy là mọi người phải chật vật thi đến lần thứ hai, lần thứ ba mọi người mới đỗ được. Và để giải quyết những vấn đề đó của học sinh thì mình có nêu ra 3 phương pháp sau đây. Đầu tiên, bạn sẽ cần phải có một lộ trình học phù hợp và hiệu quả với trình độ của bản thân. Thứ hai, đó là bạn sẽ cần có người hướng dẫn cụ thể những bước đầu khi các bạn học. Và thứ ba, cần có những giáo trình thật sự phù hợp với trình độ của bạn. Và 3 tiêu chí này thì đều gói gọn trong khóa học 13 tích hợp. Kỳ thi tháng 7 thì vừa bị hủy rồi, nhưng mà bạn còn chần chừ gì nữa mà không chuẩn bị ngay cho kỳ thi tháng 12 nhỉ? Nếu mà bạn muốn biết thêm thông tin về lớp tích hợp N3 cũng như là lộ trình học cụ thể đến tháng 12 thì bạn đừng chần chừ nhé. Hãy nhắn tin cho Nikki ngay bây giờ để được hỗ trợ từ đội ngũ giáo viên. Cùng Nikki đỗ GLPT trong 1 tuần tỷ.